thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch COVID-19 và khôi phục phát triển kinh tế, các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện Phù Cừ đã chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, đồng thời đảm bảo sản xuất. Xác định dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nên công ty trách nhiệm hữu hạn May Thiên Sơn đóng trên địa bàn xã Tam Đa đã luôn thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ và của các cấp chính quyền địa phương về phòng chống dịch, kiểm soát kỹ việc ra vào công ty và cho tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty test COVID 2 lần một tuần. Nhờ đó đến nay, công ty vẫn giữ vững sản xuất và chưa có dịch xuất hiện. Đơn vị chúng tôi thường xuyên cập nhật với lại các cái đơn vị bạn để duy trì cái đơn hàng không bị đứt gãy, để đảm bảo cái tính ổn định cho cái công việc của công nhân. Công ty cũng luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của anh em, đóng đủ bảo hiểm xã hội và cũng đã phát quà xong cho toàn bộ cán bộ công nhân viên ở trong công ty để chuẩn bị đón xuân nhâm dần năm 2022. Trong thời điểm dịch bệnh thì công ty cũng tạo mọi điều kiện cho cán bộ công nhân viên test COVID theo định kỳ. Đối với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn thì công ty cũng tạo điều kiện hỗ trợ động viên. Với đặc thù về sản xuất nông nghiệp có không gian rộng rãi nên hợp tác xã rau quả An Thịnh Phát ở xã Tống Chân rất thuận lợi để bố trí giữ khoảng cách trong sản xuất. Trong việc tiêu thụ nông sản, hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng online, thống nhất gửi hàng để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Đặc biệt, năm nay hợp tác xã đã thực hiện thành công sản xuất dưa lưới cho thu hoạch vào đúng thời điểm Tết Nguyên đán. Để cho khách hàng khỏi bỡ ngỡ và họ chưa quen với cái sản phẩm dưa lưới Tết của miền Bắc mình cũng như là của hợp tác xã thì chúng tôi cũng uyển chuyển là chia các cái trà sản xuất để bắt đầu có cái dưa lưới từ rằm tháng 11, cho nên sau khi mà khách hàng sử dụng và họ thấy chất lượng giá cả tốt thì họ đặt hàng Tết sớm hơn tầm từ 20 ngày đến 1 tháng. Về sản lượng và giá trị của hàng hóa thì của chúng tôi được nâng cao so với năm ngoái và những năm trước. Nhờ chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và linh hoạt trong sản xuất, nên năm 2021, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn huyện Phù Cừ vẫn tăng 9,6%, trong đó nông nghiệp thủy sản tăng 3,6%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 14,43%.